Vô ngã độc tôn, tập 104. Người của Phán Quyết Sao thật sự là tổ chức nổi tiếng cơ đấy. Trên mặt Thôi Tử Ngọc cười lạnh một tiếng. Lẽ nào các ngươi không sợ sau khi cha ta biết được sẽ đuổi giết các ngươi sao? Địch Thổi nói ra. Thôi tiểu thư, cô cho rằng cô có thể truyền tin tức cho cha cô ở nơi này hay sao? Hơn nữa, tổ chức Phán Quyết chúng ta cũng không phải là nơi mà một thiên quân đỉnh cao như ông ta có thể tổng động tới được. Sắc mặt của Thôi Tử Ngọc càng trở nên khó coi hơn. Mặc dù cô ta không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể không nói. Phán Quyết thật sự quá mạnh. Đám sát thủ này của bọn họ ở khắp mọi nơi, cho dù là đại đế cũng chưa chắc có thể nhổ tận gốc bọn họ được. Cô ta nheo mắt lại nói ra: ta muốn biết rốt cục là ai đã mời các ngươi ra tay, Thôi Tử Hàng hay là hai người ca ca khác của ta? Địch Hổ lắc đầu cười lạnh: chuyện này không cần phải nói cho Thôi tiểu thư biết được. Cô chỉ cần biết ngày hôm nay cô sẽ hoàn toàn biến mất trong huyết ngục chi sơn này. Chờ một chút. Một tia ánh sáng lạnh lẽo lóe lên từ trong mắt Trịnh Long. Lão ta đứng bên cạnh Thôi Tử Ngọc, hai mắt nhìn bóng lưng người phía sau. Vù! Lão ta nhanh chóng ra tay. Sức mạnh hỏa chi đại đạo lập tức phong bế lực đại đạo trên người Thôi Tử Ngọc. Một tay tóm lấy cổ Thôi Tử Ngọc. Ông ta nói ra: tiểu thư, xin lỗi, tôi chưa muốn chết. Dù sao tất cả cũng phải chết. Vậy không bằng tiểu thư thành toàn cho nô tài ham sống sợ chết ta đây. Nói xong, lão ta nhìn về phía Địch Hổ nói ra: vì tiền bối này, nếu ta tự tay giết chết Thôi Tử Ngọc, đầu dâng đầu của cô ta lên, người có tha mạng cho ta hay không? Địch Trịnh Long, ông làm cái gì vậy? Cái đồ tiểu nhân hèn hạ nhà ông muốn dùng tính mạng của tiểu thư để đổi lấy mạng sống của mình. Ông cho rằng một tên chó nô tài như ông mà có thể so được với tiểu thư sao? Hai mắt Khâu Vĩ trợn to như sắp rứt ra. Chiến đao trong tay ông ta chỉ về phía Trịnh Long, sát khí điên cuồng phóng ra. Trịnh Long cười lạnh: có cái gì mà không thể so sánh được chứ? Cho dù cô ta cao quý, chẳng qua cũng chỉ là một con người mà thôi. Trịnh Long ta cũng là người, có cái gì không thể so sánh được chứ? Ông Khâu Vĩ vô cùng tức giận, hét lớn lên: Trịnh Long, mau buông tiểu thư ra. Nếu không, cho dù đuổi đến chân trời góc biển, ta cũng sẽ giết chết ông. Ngươi có thể sống sót qua ngày hôm nay hay không? Hắn nói. Trịnh Long cười lạnh. Lão ta quay đầu nhìn về phía Địch Hổ. Rốt cục như thế nào? Một mạng đổi một mạng, các ngươi không có tổn thất gì. Địch Hổ bình tĩnh nhìn ông ta. Ông tự tay giết là một ý kiến hay. Cho dù ông còn sống, e rằng cũng không dám công khai chuyện này ra khắp nơi. Tuy nhiên, ngữ khí vừa thay đổi, trong mắt hắn lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Ta sẽ không để ý bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn nào xảy ra. Thôi Tử Ngọc, Trịnh Long, Khâu Vĩ, ba người các người đều phải chết chứ. Đều chết dưới tay yêu thú. Như vậy không ai có thể nghi ngờ gì được. Trịnh Long, đồ phán bọn nhà ông. Thật không ngờ, người ta căn bản chưa từng nghĩ đến việc cho ông một con đường sống. Uổng cho ông, còn lừa mình dối người. Cuối cùng thì vẫn là đồ chó thôi. Khâu Vĩ bật cười phá lên. Hay à. Dương Hạo thở dài một hơi. Từ đầu đến cuối, anh không hề lên tiếng. Lúc này sắc mặt của anh trở nên bình tĩnh. Anh nhìn Trịnh Long khẽ lắc đầu. Một tia sáng lạnh lẽo đột nhiên xuất hiện xuyên qua đầu Trịnh Long. Sắc mặt của lão ta vẫn duy trì vẻ dữ tợn, nhưng đồng tử đã giãn ra. Thần hồn từ trong đầu lao vút ra. Trịnh Long muốn chạy trốn, nhưng Thôi Tử Ngọc lại dễ dàng tóm lấy ông ta. Khí tức tử vong ập tới. Trịnh lão, tại sao ông muốn bán đứng tôi? Nếu không phải như vậy, ta sẽ không ra tay với ông. Thôi Tử Ngọc thở dài, sau đó trong đồng tử lóe lên sát ý, lực đại đạo phóng ra, đông cứng thần hồn của Trịnh Long thành băng. Rắc! Khối băng rơi xuống đất, thần hồn của Trịnh Long cũng theo đó mà vỡ tan. Thôi Tử Ngọc ngẩng đầu bình tĩnh nhìn Địch Hổ nói ra: bất kể là ai muốn mạng của ta thì để người đó đích thân đến đi. Bọn họ đã làm đến mức này, Thôi Tử Ngọc ta chắc chắn sẽ không nể mặt. Thiên quân tam trọng. Lúc này trong mắt Địch Hổ lóe lên vẻ kinh ngạc. Quả thực trên người Thôi Tử Ngọc lúc này đang dâng trào khí tức cường đại của thiên quân tam trọng. Dương Hạo bĩu môi lặng lẽ đứng bên cạnh. Trên thực tế, anh đã sớm phát hiện ra sự kỳ lạ trên người Thôi Tử Ngọc. Trên người cô gái này có một đạo phong ấn khí tức của cô ta ở cấp bậc thiên quân nhị trọng. Trên thực tế, cảnh giới thực sự của cô ta là thiên quân tam trọng. Làm như vậy, cô ta đã che giấu được Trịnh Long và Khâu Vĩ.
nhưng lại không thể qua mắt được kẻ tài giỏi như Dương Hạo. Bất ngờ đấy, tuy nhiên cho dù là thiên quân tam trọng, cô cũng không thể thoát cái chết được. Địch Hổ lạnh lùng nói, nhìn về phía đám sát thủ, giết! Giọng nói lạnh như băng vang lên, 20 tên thiên quân lập tức lao về phía Thôi Tử Ngọc. Một số người trong đó xông tới chỗ Dương Hạo và Khâu Vĩ, Hàn Băng, Thủy Hành, song đạo dung hợp. Thôi Tử Ngọc hét lên, mỗi tay ngưng tụ một loại lực đại đạo, sau đó hai tay bèn dung hợp lại, mưa rơi đầy trời, hàn băng tàn phá, rắc rắc. Chỉ trong nháy mắt, cơ thể của năm tên thiên quân cấp thấp tấn công về phía cô ta đã bị đóng thành băng, không thể nhúc nhích. Sau đó cô ta liên tục ra tay, nổ tung cơ thể của năm người. Toàn thân Tô Thứ Ngọc lúc này tỏa ra đầy sát khí, con người của cô ta từ sự bình tĩnh ban đầu trở nên lạnh lùng, tàn nhẫn. Người chắc chắn muốn giết ta sao? Dương Hạo cầm tử thần kiếm trong tay, nhìn Địch Thổ. Địch Thổ nheo mắt lại, lạnh lùng nói, người nghĩ sao? Không giết ngươi, ta làm sao có thể chặn được những lời đồn không hay chứ? Dương Hạo bật cười, ta hiểu rồi. Tuy nhiên, đám người đó quá bủn xỉn ở trong mắt ta. Trong đám thiên quân mấy người, chỉ có ngươi có thể ra tay đấu một trận với ta. Ồ, Địch Thổ nhìn thẳng vào Dương Hạo, ta nghĩ ngươi vẫn chưa có tư cách để ta ra tay. Cho dù là thiên quân giả mạnh hơn nữa, có thể ngang hàng với thiên quân tứ trọng như ta sao? Ngươi không tin thiên quân giả có thể đấu với thiên quân tứ trọng sao? Dương Hạo mỉm cười, giọng điệu hơi thờ ơ. Nhìn thấy vẻ mặt quanh, trong lòng Địch Thổ cảm thấy coi trọng hơn một chút, nhưng vẫn lắc đầu nói, không tin. Vậy có muốn mở mang kiến thức một chút hay không? Dương Hạo hỏi. Được thôi, ta thực sự muốn xem thiên quân giả có bản lĩnh đến mức nào mà nói ra những lời điên rồ như vậy. Địch Thổ nói ra. Sẽ được như ngươi mong muốn. Dương Hạo nói ra những chữ này, trên người anh lập tức phóng ra một tia kiếm quang chói mắt. Tử thần kiếm trong tay anh hóa thành một đạo ánh sáng, một thông đạo màu đen cực kỳ lớn bất ngờ xuất hiện. Vèo vèo, kiếm khí đáng sợ xuyên qua con đường luân hồi phía trước thông đạo màu đen đó. Dường như Địch Thổ cảm giác được thần hồn của mình sắp rời khỏi cơ thể đến nơi. Thú huyết cuồng hóa, sắc mặt hắn thay đổi, không dám khinh thường. Cùng với tiếng hét của hắn, cơ thể hắn đột nhiên trở nên khổng lồ, một luồng khí tức hung áp dâng trào trong cơ thể hắn. Sau đó lực đại đạo màu vàng đất cũng xuất hiện. Âm! Thổ hành đại đạo hóa thành một bức tường dày bảo vệ phía trước hắn. Cuồng hóa chi lực tràn ngập trong cơ thể hắn. Tông một chưởng đánh về phía kiếm luân hồi mà Dương Hạo thi triển ra. Vèo vèo! Điều khiến Địch Thổ kinh hãi là nhát kiếm đó đã chém nát thổ hành chi lực của hắn chỉ trong nháy mắt, triệt để phá tan phòng ngự trước mặt hắn. Thông đạo u tối bao vây hắn, dường như muốn hoàn toàn nuốt chửng hắn vào bên trong. Đây là kiếm đạo gì chứ? Địch Thổ nghiến răng, bàn tay hung hăng đánh về phía thông đạo u tối đó. Âm! Một tiếng nổ lớn vang lên, cùng lúc đó thông đạo bị bóp méo dữ dội nhưng lại không bị phá vỡ. Trái lại, bản thân Địch Thổ không thể khống chế được bản thân mà bay ngược về phía sau, sắc mặt càng trở nên khó coi. Ánh mắt Dương Hạo bình tĩnh, một nhát kiếm luân hồi bay về phía Địch Thổ. Anh đã sử dụng nhát kiếm này mấy lần, càng lúc càng trở nên thành thạo hơn. Ý cảnh của luân hồi cũng dần dược được lĩnh ngộ. Kiếm luân hồi cường đại hơn nhất thức luân hồi của kiếm Lạc Hoàng Hôn gấp trăm lần. Cuồng hóa chi đạo, phá cho ta! Địch Thổ hét lớn lên, điên cuồng tung song chưởng vào thông đạo màu đen. Mỗi một đòn đều có thể khiến cho thông đạo bị bóp méo dữ dội. Khóe miệng Dương Hạo có một tia máu chảy ra, nhưng anh không quan tâm. Hôm nay phản phệ của kiếm luân hồi đã không còn lớn. Đối với anh mà nói, thanh kiếm này đủ khiến cho Địch Thổ bị thương nặng. Vèo! Thông đạo bao quanh anh, cho dù Địch Thổ liều mạng cho nổ tung cũng không thể xây dịch thế yếu. Cơ thể hắn trực tiếp bị nhấn chìm vào trong đó. Âm âm! Từng tiếng nổ lớn vang lên, thông đạo màu đen tràn ngập kiếm quang. Tất cả thanh kiếm vô cùng vô tận đều lao thẳng về phía cơ thể Địch Thổ. Phập phập phập! Dần dần trên người Địch Thổ xuất hiện đầy những vết thương rất nhỏ, phần lớn đều hằn sâu đến tận xương. Sắc mặt hắn âm trầm, không ngừng tấn công. Nhưng cho dù hắn tấn công như thế nào cũng không thể ngăn chặn được những đòn tấn công của hàng nghìn kiếm quang. Trong nháy mắt, hắn đã bị thương nặng. Âm! Đến lúc này, cuối cùng thông đạo cũng nứt ra. Kiếm đạo chi lực của kiếm luân hồi đã cạn kiệt, không thể tiếp tục tấn công. Bịch!
hai chân khuỵu xuống đất, máu bắn tung tóe khắp nơi. Toàn thân Địch Thổ đều là máu, trên mặt hắn hằn sâu rất nhiều vết thương gớm ghiếc. Một con mắt của hắn đã bị kiếm quang đâm xuyên, máu từ trong đó tuôn ra. Trên người hắn có hàng trăm vết thương lớn nhỏ, mỗi vết thương đều đang phun máu, sức sống của hắn nhanh chóng rút ra khỏi cơ thể. Rốt cục hắn là ai chứ? Tại sao nhát kiếm này lại quen thuộc như vậy? Địch Thổ cố gắng nhớ lại thông tin mà mình nhận được, nhưng mặc dù hắn mơ hồ nhớ có một tin tức như vậy, nhưng lại hoàn toàn không nhớ ra. Người đã thử rồi, thấy như thế nào? Dư Hạo vừa chậm rãi đi về phía Địch Thổ, vừa nhẹ giọng nói: Thiên quân giả có thể giết thiên quân cấp thấp là quá yếu. Ai nói thiên quân giả không thể giết được thiên quân cấp trung chứ? Ta đã tạo ra tiền lệ này đó. Tạo ra tiền lệ? Hai mắt Địch Thổ trợn trừng, hắn đột nhiên nghĩ tới một người, trên mặt hắn lập tức lộ ra vẻ kinh hãi. Là ngươi? Là ngươi sao? Sao ngươi lại ở đây? Không thể nào. Sao ngươi lại có thể đi cùng với Thôi Tử Ngọc? Hắn quỳ lùi ra phía sau với vẻ mặt sợ hãi. Ha, ngươi đã biết ta rồi sao? Nếu đã như vậy, ta càng không thể để đám người các ngươi sống sót rời khỏi đây. Đây là thủ đoạn của ngươi, bây giờ ta cũng dùng thử xem. Sắc mặt Dương Hạo đột nhiên trở nên lạnh lẽo, thân hình biến mất ngay tại chỗ trong nháy mắt. Vù! Kiếm đạo chi lực vô cùng vô tận bạo phát ra, không gian xung quanh anh đột nhiên xuất hiện dao động dữ dội, giống như một vũng bùn, mọi thứ bên trong không gian đều trở nên trì trệ, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của anh. Quả là rất hưởng thụ cảm giác kiểm soát tất cả mọi thứ này. Đây là lĩnh vực tuyệt đối, mặc dù ta chỉ lĩnh ngộ gia thịt về lĩnh vực tuyệt đối của tiền bối cơ trạng, nhưng đây quả thực là một thủ đoạn chấn động. Dư Hạo thầm nghĩ trong lòng. Ngươi không thể giết ta, ngươi là người có phán quyết. Đúng, tin tình báo đã nói, ngươi đã từng là sát thủ của phán quyết, chúng ta đến từ cùng một nơi. Địch Thổ đột nhiên hét lên, giọng nói của hắn khiến cho tất cả sát thủ của phán quyết đều chấn động. Ai nói ta không thể giết ngươi chứ? Dư Hạo cười lạnh, lực kiếm đạo đột nhiên chém tới, trong nháy mắt đã chém ngang đầu Địch Thổ, đồng thời ngay cả thần hồn cũng bị anh bóp chết. Bịch! Thi thể Địch Thổ ngã xuống đất, thiên quân tứ trọng bị kiếm thứ hai của Dương Hạo giết chết. Phụt! Quay đầu lại, Dương Hạo nhìn thấy đám sát thủ của phán quyết hoàn toàn không chống đỡ được mấy chiêu ở trước mặt Thôi Tử Ngọc, bọn họ cũng đều bị tiêu diệt. Trái lại là Khâu Vĩ, thực lực của ông ta không bằng Thôi Tử Ngọc, dần dần trở nên chật vật khi đối mặt với vòng vây của đám người đó. Người cũng là người có phán quyết, tại sao lại giết Địch Thổ đại nhân? Một tiếng hét vang lên, hai tên sát thủ của phán quyết xông ra khỏi vòng vây của Khâu Vĩ, lao thẳng về phía Dương Hạo. Dương Hạo khẽ mỉm cười, ta chỉ nhìn thấy ngứa mắt mà thôi, hơn nữa ai nói ta chắc chắn là người của phán quyết chứ? Tuy rằng ta đã từng gia nhập nhưng đã sớm không còn tiếp xúc với phán quyết nữa, sao có thể tính là người của các ngươi chứ? Đi chết đi! Hai người cùng lúc đánh giết về phía Dương Hạo, binh khí trong tay bọn họ lóe lên quang mang lạnh như băng. Dương Hạo không hề nhúc nhích, tử thần kiếm rời khỏi tay anh, kiếm quang lóe lên, hai người đó hóa thành thi thể. Thiên quân nhị trọng mà thôi, hoàn toàn không đỡ nổi một đòn trước mặt anh. Trận chiến dần dần đi đến hồi kết, dưới sự chém giết cường thế của Dương Hạo, sát thủ của phán quyết đều mất đi sự tự tin. Cái chết của Địch Thổ khiến họ không còn ý chí chiến đấu. Cuối cùng có vài tên muốn chạy trốn nhưng hoàn toàn không thoát được sự truy giết của Dương Hạo. Tử thần kiếm giống như một con dao giết mổ, lấy hết sinh mạng của bọn họ. Sau một hồi chém giết, Thôi Tử Ngọc khuỵu xuống đất, đôi mắt xinh đẹp của cô ta nhìn thẳng vào Dương Hạo, lộ ra vẻ mặt phòng ngự. Khâu Vĩ cũng đứng cách xa Dương Hạo ra, mặc dù ông ta đã rất mệt nhưng ông ta vẫn đứng thẳng, nhìn chằm chằm vào anh, như thể ông ta sẽ ra tay bất cứ lúc nào. Tại sao ngươi lại tiếp cận ta? Thôi Tử Ngọc lên tiếng, giọng nói đầy nghi ngờ. Dương Hạo lắc đầu mỉm cười, cô có cái gì có thể đáng để ta tiếp cận cô chứ? Sắc đẹp của cô sao? Hay là thân phận địa vị của cô? Cô cảm thấy ta sẽ coi trọng những thứ này sao? Vậy tại sao ngươi không tiết lộ thân phận thực sự của mình? Khâu Vĩ cũng chất vấn. Dương Hạo nhìn ông ta nói, biết được thân phận của ta, các ngươi còn có thể yên tâm hơn hay sao? Có lẽ khi biết được thân phận của ta cũng chưa chắc có thể thực sự yên tâm, đúng không? Thôi Tử Ngọc thở gấp, cô ta nhìn Dương Hạo một lúc sau mới bớt đề phòng. Cho dù thế nào,
cũng cảm ơn sự giúp đỡ của ngươi. Phất tay một cái, Dương Hào đã đi đến trước thi thể của địch thổ và đám sát thủ của Phán Quyết. Anh vung tay lục soát một hồi, thu hồi nhẫn không gian trên người bọn họ. Đám người này đều là thiên quân, không cần phải nói chắc chắn thuần nguyên tinh trên người bọn họ sẽ không ít, không chừng thiên quân cấp trung như địch thổ, còn có thể có một số bảo vật quý hiếm. Không ai hiểu rõ hơn chính bản thân anh. Anh bây giờ đã nghèo tới mức cạn đáy, về cơ bản thuần dương tinh và bảo vật trên người anh đều đã giao cho Ngưu Đằng và Phù Kình. Anh bây giờ nghèo rớt mồng tơi. Anh mở những không gian của địch thổ ra, trong mắt Dương Hạo đột nhiên sáng bừng lên. Không hổ là một sát thủ, bên trong những không gian của địch thổ vậy mà lại có hàng triệu thuần dương tinh thượng phẩm. Không chỉ có như vậy, còn có một số đan dược và linh thảo quý hiếm. Ngoài ra, đạo văn chi tinh cũng cực kỳ lớn, có khoảng 700.000 viên đạo văn chi tinh tỏa ra đạo pháp chi khí mạnh mẽ. Đối với Dương Hạo, thứ này vô cùng cần thiết để anh lĩnh ngộ sinh mệnh chi đạo. Ngoài thứ này ra, còn có một số binh khí cấp thuần dương và mấy loại chiến kỹ bí pháp. Đương nhiên, anh xem thường những thứ này. Tuy nhiên, nếu lấy ra để trao đổi, có lẽ cũng có thể nhận được một số tài nguyên. Sau khi lần lượt kiểm tra những không gian của những sát thủ khác, Như Hà mỉm cười, trên mặt anh lộ ra vẻ vui sướng. Từ sau khi nhà họ Dương xảy ra chuyện, anh chưa bao giờ vui như vậy. 27 chiếc nhẫn không gian, anh tính sơ qua, có khoảng 10 triệu viên thuần dương tinh hạ phẩm, hơn 6 triệu thuần dương tinh trung phẩm, hơn 8 triệu thuần dương tinh thượng phẩm, còn nhiều hơn thuần dương tinh trung phẩm. Còn về đạo văn chi tinh, đây mới là tài nguyên khiến Dương Hạo vui nhất. Tổng cộng có hơn 13 triệu đạo văn chi tinh. Mặc dù như vậy còn lâu mới thể giúp anh tu thành sinh mệnh chi đạo, nhưng có nguồn tài nguyên như vậy, ít nhất anh sẽ không phải lo lắng trong một thời gian ngắn. Nếu sử dụng cung vạn đạo để tu luyện sinh mệnh chi đạo của mình, có lẽ tác dụng của những đạo văn chi tinh này sẽ lớn hơn. Anh mỉm cười, tự lẩm bẩm, sau đó thu tất cả tài nguyên lại. Hàn Tinh đạo hữu, ngươi không cảm thấy ngươi quá tham lam hay sao? Lúc này Khâu Vĩ ở phía sau lưng Dương Hạo có chút cứng ngắc hỏi. Anh lắc đầu nói, ta không cảm thấy mình quá tham lam. Nếu đợi bọn họ giết tất cả các ngươi, tài nguyên và bảo vật trên người các ngươi cũng có thể là của ta. Nghe thấy câu nói này của anh, Khâu Vĩ lập tức sững người. Sắc mặt ông ta trở nên khó coi, nhưng lại không thể tìm được lý do để phát tác. Từ trong giọng nói vừa rồi, ông ta nghe ra một ý nghĩa khác. Nếu vừa rồi Dương Hạo không ra tay, vậy thì ông ta và Thô Tử Ngọc chắc chắn sẽ bị giết chết. Cho đến lúc đó, tài nguyên vẫn sẽ thuộc về Dương Hạo. Còn có ý nghĩa khác rất rõ ràng, nếu ông ta còn thèm muốn những tài nguyên này, Dương Hạo có thể động thủ giết ông ta bất cứ lúc nào. Tài nguyên của bản thân ông ta cũng sẽ rơi vào trong tay Dương Hạo. Bốn người biến thành còn ba người, đi thẳng tới nơi sâu bên trong huyết ngục chi sơn. Dương Hạo đi cuối cùng, cố gắng không tiếp xúc với hai người Thôi Tử Ngọc. Trong lòng anh không có gì quan trọng hơn cỏ cửu diệp băng lăng. Chỉ cần có được thứ đó, anh cũng chẳng buồn quan tâm tới sự sống chết của hai người trước mắt này. Cả chặng đường đi, trên đường yêu thú hoành hành, có điều đa số đều là yêu vương thượng cổ và cả một số cấp bậc yêu quân cấp thấp. Thôi Tử Ngọc và Khâu Vĩ đều có thể dễ dàng giải quyết. Dương Hạo chẳng buồn nhìn tới, vẫn đang lĩnh hội đạo sinh mệnh. Tinh thạch đạo văn trên người anh hết sức dồi dào, lúc tiêu tốn cũng không chút kiêng dè. Cùng với sự tu luyện của anh, đạo sinh mệnh dần dần được lĩnh hội sâu hơn. Bên trong cơ thể anh xuất hiện một cổ năng lượng sinh mệnh tinh thuần di chuyển bên trong bắp thịt và xương cốt, ngay cả trong máu cũng thấm nhuần lực sinh mệnh cường đại. Tuổi thọ không ngừng được tăng lên, từ hơn 24.000 năm tăng lên khoảng 31.000 năm, hơn nữa kỳ hạn này còn đang không ngừng kéo dài ra. Thiên quân tu hành đạo sinh mệnh thông thường để có tuổi thọ hết sức đáng sợ. Đây cũng là một trong số những lý do chủ yếu đạo sinh mệnh được liệt vào nhóm 4 thiên đạo lớn. Vẫn còn có một ưu điểm khác, nếu như tu thành đạo sinh mệnh, vậy thì lúc ra tay sẽ có sinh lực cường mệnh cường đại hơn. Loại lực sinh mệnh này có thể áp chế sức mạnh của đối thủ, còn có thể khiến vạn vật hóa thành đạo đạo của bản thân. Lực sinh mệnh lĩnh hội được căn nguyên của sinh mệnh, giúp tu giả lĩnh hội được bí mật của sinh mệnh. Trong truyền thuyết, cường giả lĩnh hội được sinh mệnh thiên đạo, thành công đạt được căn nguyên của sinh mệnh, cho dù có chết đi cũng có thể sống lại dưới tác dụng của căn nguyên đó. Đương nhiên, sự sống này
chỉ là có hạn định. Căn nguyên sinh mệnh chỉ có thể giúp người ta sống lại được một lần. Sau khi dùng xong lần này, trừ phi lại đạt được sự dung hợp của căn nguyên từ đầu thì mới có thể có cơ hội tiếp theo. Thế nhưng sự thừa nhận của căn nguyên chỉ có một lần. Có điều một lần này cũng đã khiến cho rất nhiều tu giả đều vô cùng ngưỡng mộ rồi. Sở hữu căn nguyên sinh mệnh tương đương với việc có thể được có sinh mệnh thứ hai. Như hào cả một chặng đường lĩnh hội, khí tức sinh mệnh càng lúc càng mạnh hơn. Tới cuối cùng, khí tức sinh mệnh dồi dào của anh còn làm cho Thôi Tử Ngọc và Khâu Vĩ kinh động không thôi. Vẫn còn chưa đủ, đạo sinh mệnh vẫn chưa hình thành. Dư Hạo mở to hai mắt, trong lòng thở dài một tiếng. Mặc dù trong khoảng thời gian này anh đã tiêu tốn hàng triệu tinh thạch đạo văn, thế nhưng khoảng cách tới được đạo sinh mệnh vẫn còn rất xa xôi. Đạo pháp sinh mệnh của anh vẫn chưa đủ bằng 1/10 của đại đạo. Xem ra phải dùng vạn đạo cung rồi. Trong mắt anh lóe lên tia sáng, liếc mắt nhìn Thôi Tử Ngọc và Khâu Vĩ đang tu hành, cơ thể vừa cử động đã lùi về phía xa. Sau khi anh rời đi, Thôi Tử Ngọc trợn trừng hai mắt, trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ. Cô ta nói, cái tên này rốt cục là ai chứ? Một nhân vật tuyệt thế giống như vậy thì tên tuổi phải lễ lừng lắm mới phải. Đế Việt tầm mắt ngút trời cũng không thể bỏ qua một thiên quân giả đáng sợ như thế vậy. Đáng chết, không nói tiếng nào đã rời đi như vậy rồi. Nhìn hình bóng dần dần biến mất ở phía xa, Thôi Tử Ngọc nghiến răng, trong lòng hơi mâu thuẫn. Thứ nhất, cô ta không muốn để cho Dương Hạo rời đi như vậy, thế nhưng giữ anh lại bên mình, ngay cả bản thân cô ta cũng không dám đảm bảo anh sẽ có ý đồ gì với cô ta hay không. Tiểu thư, anh ta rời đi cũng tốt, chúng ta cũng không cần phải ngày ngày phòng bị anh ta. Khâu Vĩ mở to hai mắt, trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng. Thôi Tử Ngọc gật đầu, lại nhắm hai mắt lại, lực đại đạo trên người bùng phát, bắt đầu tiếp tục tu luyện. Khâu Vĩ nhìn cô gái có dáng người mê người trước mặt, khóe miệng khẽ lộ ra một nụ cười khó phát giác. Có điều ông ta thu lại nụ cười này rất nhanh, tiếp đó lại nhắm mắt tu hành. Sau khi Dương Hạo rời đi thì tìm một nơi hoang vắng, anh đưa tay lấy ra một vật thể to cỡ bằng nắm đấm, đó chính là vạn đạo cung. Vào trong miệng phát ra một âm thanh trầm thấp, cơ thể của anh tiến vào trong vạn đạo cung. Trong lòng chợt động, vạn đạo cung nhanh chóng thu nhỏ lại, từ cỡ bằng nắm đấm trực tiếp hóa thành hình dạng nhỏ bé như một viên cát, sau đó rơi vào trong bụi cỏ biến mất tăm. Tiến vào vạn đạo cung, Dương Hạo ngồi xếp bằng. Tiếp theo đó, anh cảm nhận được khí đạo pháp vô tận điên cuồng lao về phía mình. Khí tức của kiếm, khí tức của gió, khí tức của ma đạo, khí tức của lôi điện và cả khí tức của sinh mệnh bí ẩn nhất, năm loài khí đạo bao vây lấy anh vào bên trong. Anh vùng vùng tay, đột nhiên trước mặt xuất hiện một đống tinh thạch đạo văn rất lớn, phải tới hơn mấy triệu. Anh nhắm hai mắt lại, toàn lực chiếm đạo khí đạo pháp, cơ thể giống như một cái hố đen, năm loại khí đạo pháp điên cuồng lao vào trong cơ thể anh. Thời gian trôi qua, cho dù là bốn loại đại đạo như kiếm đạo hay là đạo pháp sinh mệnh thì đều không ngừng lớn mạnh hơn. Vạn đạo cung được trời ưu ái, vạn đạo thư thông tới căn nguyên vạn đạo. Khoảnh khắc này, khắp người Dương Hạo bị sương mù bao phủ, đạo pháp vô tận giống như nước chảy vào trong đại đạo của anh. Kiếm đạo, ma đạo, đạo của gió, đạo của lôi điện đều rung lên kịch liệt, giống như một đứa trẻ đang biểu đạt sự phấn khích của mình. Ầm ầm, một cỗ lực đại đạo màu xám không ngừng biến đổi và trở nên mạnh hơn dưới sự bồi dưỡng của bốn loại đại đạo và cả đạo pháp sinh mệnh. Lực đại đạo màu xám này chính là đạo phòng ngự. Trước đây, trong ánh sáng màu xám của nó còn mang theo một tia sáng màu bạc. Thế nhưng, cùng với sự dịch chuyển của thời gian, màu bạc này dần dần đã bị màu vàng thay thế. Sức mạnh của đạo phòng ngự không ngừng mạnh lên. Khí tức thần thánh tiến vào trong cơ thể Dương Hạo, anh tỏ ra tôn nghiêm giống như một vị thần linh. Đạo phòng ngự trên thực tế chính là đạo mà cổ thần tu luyện. Có điều nó đứt đoạn, không có loại uy năng long trời lở đất kia. Thế nhưng nó lại có thể dung hòa một cách hoàn mỹ các loại đại đạo. Đây chính là điểm cường đại của nó. Ánh sáng vàng lóe lên, Dư Hạo hoàn toàn không bận tâm tới sự biến hóa trong cơ thể mình. Lúc này, trong đầu anh nảy sinh ra một ý định điên cuồng,